Mình chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Hóng Bín TV. Thưa quý vị, quý khán thính giả thân mến, vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng vẫn luôn là một tâm điểm chú ý của dư luận mạng trong suốt một thời gian dài. Và đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Có một phát hiện khá thú vị và bất ngờ đã được nhiều người chỉ ra, đó là việc bà Nguyễn Phương Hằng sau màn đấu tố căng thẳng đến nay vẫn chưa hạ màn, khi giờ đây bà Hằng đã chính thức xoán ngôi vị thần y của lang băm Võ Hoàng Yên. Không những người dân công nhận mà đến cả những cán bộ nhà nước như chuyên gia tội phạm học Trung tá Đào Trung Hiếu cũng phải khẳng định người chữ câm điếc giỏi nhất Việt Nam chính là bà Nguyễn Phương Hằng. Bằng chứng đó là sau một thời gian lên tiếng thì một người câm điếc đã không thể im lặng được nữa, buộc phải cất lời xin lỗi và giải ngân trong vội vàng số tiền 14 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung, hay là khiến cho họ phải lộ ra bản chất thật của mình, chỉ là một tên lăng băm vô cùng kém cỏi lại ma mị dân, tôn sùng lên tới chức danh thần y. Thậm chí bà đã làm cho những nghệ sĩ hô hào kêu gọi từ thiện, rồi sau đó như câm như điếc, cho đến khi bà Hằng kêu gào lên đòi sao kê minh bạch thì nghệ sĩ buộc phải lên tiếng, cơ quan chức năng bắt buộc phải vào cuộc để điều tra. Không những thế, nhiều người còn cho rằng bà Hằng ngoài chữa câm điếc, bà còn chữa được bệnh tim bẩm sinh tức là ung thủy, những căn bệnh tưởng chừng vô vọng với người nghèo, nhưng bà Hằng có thể giúp cứu lấy mạng sống của các em ấy, như là người sinh ra các em ấy lần thứ hai, thứ ba, và còn chữa được cả là hạn mặn, thậm chí lũ lụt hay Covid bà cũng cần tất thảy được cả luôn. Ngoài ra bà còn chữa và cứu được những thế hệ học trò khát con chữ, khổ đói vì thiếu cơ sở vật chất, giúp các em tránh được nạn mù chữ và nâng cao trình độ văn hóa. Rồi rất có thể một ngày không xa, bà Hằng còn trị được cả bệnh ăn gian nói dối nữa, chứ đến tay bà ấy làm thế nào rồi sự thật cũng sẽ lòi ra. Vâng, thưa quý vị, những hành động và nghĩa cử cao đẹp giúp đời giúp người đó của vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng, chúng tôi mong muốn tất cả như một là đoạn điệp, là khúc cứ ngân vang lên mãi để người người được biết đến, lấy đó làm gương và học tập noi theo. Dù chỉ là thực hành một phần nhỏ thôi, cũng là một điều hết sức đáng quý và đáng trân trọng. Chúng tôi không thể biết được ông bà làm ăn như thế nào, lái lỗ ra làm sao, công nhân nhiều đến đâu, nhưng những đóng góp của hai người là rất tuyệt vời và thiết thực vô cùng với người dân. Có lẽ quý vị cũng thấy hiện nay, hình thức từ thiện phổ biến nhất là kêu gọi quyên góp ủng hộ, nghĩa là người bỏ công, người thì bỏ của ra để làm. Nhưng làm tới đâu, làm hết bao nhiêu thì chỉ có người cầm tiền chi tiền mới biết được chính xác, dẫu họ có ăn chặn, cắt xén, bớt hay khai gian, báo cáo láo thật tinh rất là khó để mà biết được. Và chính vì lý do đó nên bà Hằng đã lên tiếng để quyết chữa cho bằng được sự im lặng và bệnh câm điếc. Với những con người thờ ơ với đồng tiền của Mạnh Thường Quân và một số nghệ sĩ đã và đang nắm giữ và muốn câm điếc cho yên thân, nhưng đến tay của bà Hằng thì không thể nào câm được nữa. Khi mà nhận rõ điều này, chắc chắn quý vị sẽ càng thêm sự khâm phục và khẩu phục, ngưỡng mộ vợ chồng ông bà khi tự lực cánh sinh, tự lấy tiền túi của mình để giúp cho người nghèo từng ngửa tay xin tiền ai và chưa từng ngửa tay xin tiền ai, cho dù là một đồng một cắc. Có lẽ không cần phải nhắc quá nhiều đến việc ông bà xây dựng và đường cầu xá cầu cống cho trường học cho con cháu được sống và học tập trong điều kiện tốt hơn, vì đây đều là những công việc đều rất là thiết thực. Buổi dịch bệnh khó khăn thì ông bà chấp nhận đi vay nợ để đầu tư hoàn thiện nhà máy oxy hàng hữu hay là găng tay y tế để cùng chung lưng là với nhà nước để mà san sẻ với người dân và đất nước, thì bớt thêm phần gánh nặng nào đó cho áp lực ngành y và biến cho Đại Nam nhà mình thành một nơi tập trung rộng lớn mà không lấy của nhà nước một đồng tiền phí nào. Ngoài ra còn rất là nhiều việc tốt mà vợ chồng chú Dũng Hằng đã là cống hiến được và kênh Hóng Bín chúng tôi đưa tin trong các bản tin trước. Quý vị có thể tìm lại để tường tận xem kỹ hơn quý vị nhé. Nhiều khán giả đã nhận xét rằng đúng vậy, mọi câm điếc, ốm đau, bệnh tật, thậm chí Covid đều phải cúi đầu trước bà Phương Hằng. Ngoài ra lũ lụt hạn hán cũng chữa được, thế mới gọi là thần chứ. Bên cạnh đó là bà cũng chữa được khá khá các loại bệnh có phần nan y như trên, thì có thêm một luồng tranh luận nữa đang diễn ra, đó là tranh cãi xoay quanh việc bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng là dọn sạch rác trên mạng xã hội, hay là bà Hằng mới chính là người dọn rác cho xã hội này. Trong một cuộc họp của các vị quan chức lãnh đạo liên quan đến sự kiện chấn động khỏi mạng của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, một vị đã phát biểu việc bắt bà Hằng là rất đúng, là việc này chính là góp phần dọn sạch rác trên mạng xã hội, bởi lẽ bà đã có nhiều phát ngôn phản cảm, thậm chí là dung tục thiếu văn hóa tế nhị, làm ô nhiễm không gian mạng. Lỡ như thế hệ con em nghe theo, học theo thì hệ lụy là nguy hiểm vô cùng. Nhưng cũng có một luồng ý kiến không cho rằng bắt bà Hằng là dọn rác trên mạng xã hội, mà chính bà Hằng mới là người dọn rác, mà toàn là rác to, rác bự, rác nguy hiểm, rác quan tham cho người dân, từ chuyện lang băm, đội lốt thần y và đến
là lừa niềm tin tiền bạc của người dân nghèo, chữa bệnh gian dối phản khoa học phát hiện và lên án gay gắt hành vi thiếu minh bạch trong hoạt động kêu gọi từ thiện và cảnh tỉnh người dân giữ kỹ hơn túi tiền của mình, đòi lại 14 tỷ tiền cứu trợ của người dân miền Trung. Từ cây đa cây đề trong làng hài Việt, vạch trần bộ mặt thật vô văn hóa coi thường khán giả của một số bộ phận nghệ sĩ, lột mặt nạ của những kẻ mang danh luật sư, nhà báo, đại diện cho công lý, cho tiếng nói của dân, lại phe cánh, thiếu khách quan, ứng xử trả ra làm sao, đánh mất sự uy tín và suy giảm niềm tin của người dân vào cơ quan báo chí nhà nước. Không những thế, bà còn lên tiếng chỉ ra những kẽ hở của mang danh Phật giáo để trục lợi từ thiện, ăn mày tình thương của người khác để làm giàu cho túi của mình, loạn luân, đi ngược với luân thường đạo lý làm người, thậm chí còn chỉ ra những kẻ núp lùm phản động hại nước hại dân thì bấy nhiêu đó thôi, cũng không phải là dọn rác cho xã hội thì là gì. Thưa quý vị, chúng tôi không cho rằng các vị lãnh đạo nói như thế là sai, mà chúng tôi nghĩ phát biểu như vậy là mang tính phiến diện và một chiều. Chúng ta cần phải là lắng nghe bằng đôi tai, nhìn bằng đôi mắt và cảm nhận bằng trái tim thì chúng tôi tin các vị lãnh đạo sẽ có thêm một vế nữa đằng sau câu nói đó. Vậy bà Hằng đã tạo ra rác hay là không? Câu trả lời là có, nhưng rác mà tạo ra vừa có hại là vừa có giá trị. Ví như một tờ giấy báo cũ, vứt đi là rác, nhưng chỉ cần một lửa nhỏ, nó trở thành vật mà trung gian giúp ích cho ngọn lửa nhanh bén, cháy lớn hơn để đốt được một đống rác thật to bự. Vậy nên chúng tôi nghĩ rằng, phàm là bất cứ làm việc gì thì vẫn cần luôn có một cái nhìn đa chiều khách quan và thật công tâm để nhìn ra được cái nào nặng, cái nào nhẹ, từ đó giúp định hướng đúng đắn cho quyết định sau cùng. Chính bà Phương Hằng mới là người dọn rác cho xã hội ta sạch sẽ và văn minh hơn, vì bấy lâu nay xã hội ta đã có quá nhiều rác bẩn mà không ai dám xúc gọn. Chắc chắn ý của bác ấy là bà Nguyễn Phương Hằng để dọn rác văn hóa bẩn, báo bẩn, nghệ sĩ bẩn, lang băm lừa đảo bẩn. Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Hồng Biến TV. Tin cực nóng, quá cay cú khi biết mình sập bẫy cô Phương Hằng. Phan Văn Mãi chơi chiêu, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, vây đánh tàn quân của cô Phương Hằng. Như vậy là 3 tháng tạm giam khi mà Phan Văn Mãi không khai thác được gì từ cô Nguyễn Phương Hằng nên tiếp tục cho gia hạn thêm tạm giam 2 tháng. Và đã 4 tháng trôi qua thì rất có thể ông Phan Văn Mãi lượng giá được tình hình không khá hơn dù có gia hạn thêm 2 tháng. Trong 2 tháng tiếp tục gia hạn tạm giam, nếu không khai thác được gì thì buộc ông Phan Văn Mãi phải cho thả cô Phương Hằng theo đúng luật định của pháp luật, theo điều 173 Bộ Luật Hình Sự. Như vậy là chỉ còn chưa đầy 15 ngày nữa thì cô siêu Nguyễn Phương Hằng thì sẽ được ra xét xử. Và như vậy là chỉ còn 15 ngày nữa thì chúng ta sẽ biết rõ tất cả mọi sự việc. Khủng bố tinh thần là chiêu mà ông Phan Văn Mãi dùng mỗi khi họ bí đường. Đấy là một hình thức ép cung. Và thực tế thì như vậy, ông Phan Văn Mãi cho bắt những người hỗ trợ cô Phương Hằng để mà khủng bố cô Nguyễn Phương Hằng, bịt miệng cô Phương Hằng và dồn cô Phương Hằng vào khung đường pháp lý. Vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, ông Phan Văn Mãi đã cho Công an TP.HCM triệu tập ông Đặng Anh Quân, cố vấn cho bà Phương Hằng lên làm việc. Trước đó, ông Quân từng tham gia nhiều buổi live stream với bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Đặng Anh Quân bị bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Vi Nổ, và bà Đặng Thị Hèn Ni, nhà báo Hèn Ni, tố giác về hành vi làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Theo đơn tố cáo, tố giác của nữ ca sĩ Vi Nổ và Hèn Ni được biết đến với vai trò là cố vấn pháp lý của ông Đặng Anh Quân cho bà Hằng tại các buổi live stream. Bà Hằng giới thiệu ông Quân có học vị tiến sĩ luật và đang công tác tại trường Đại học Luật TP.HCM, nên các buổi live stream của bà Hằng có ông Quân tham gia thu hút rất nhiều sự lượt xem, bình luận và chia sẻ, vì người xem muốn được biết quy định của pháp luật liên quan đến từng chủ đề live stream của bà Hằng. Tuy nhiên, trong các buổi live stream cùng bà Hằng, ông Quân không chia sẻ nhiều về các quan điểm pháp luật, pháp lý, hoặc là nếu có cũng chỉ là những suy diễn dựa trên những thông tin chưa được xác thực kiểm chứng. Ngày 25 tháng 6, ông Mãi cũng đã cho Công an TP.HCM câu lưu 3 người là trợ lý cho bà Nguyễn Phương Hằng là ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Mai Nhi. Ông Tân, bà Nhi, bà Hà đang bị nhiều người từng bị bà Hằng chỉ mặt đề nghị khởi tố. Vào hồi ngày 24 tháng 3 năm 2022, Công an TP.HCM đã đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Theo điều 331 Bộ luật Hình sự, phía cơ quan điều tra Công an TP.HCM xác định bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng mạng xã hội để tố cáo nhiều người chưa kiểm chứng liên quan tới đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà Hằng, cùng nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn với bà, gây mất an ninh trật tự tại Sài Gòn và một số địa phương khác.
Trước đó bà Hằng được biết đến là vợ ông Dũng Lò Vôi, hay còn gọi là ông Huỳnh Uy Dũng, một cựu đại biểu Quốc hội, và vợ chồng bà Hằng nổi tiếng là đại gia với nhiều đất đai và có số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Nhưng bắt đầu từ năm 2020, bà Hằng nổi tiếng trên mạng xã hội vì chửi và vạch mặt ông Võ Hoàng Yên với danh xưng thần y. Sau đó bà Hằng tố cáo một loạt nghệ sĩ với cáo buộc ăn chặn tiền từ thiện như Hề Linh, Thủy Tề, Trấn Lệ, Đàm Tấn Cướp, Đại Nghĩa. Và trước khi bị bắt vài ngày thì cô Nguyễn Phương Hằng đã có lên tiếng chỉ đích danh ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là quan tham nhũng không có đạo đức và tuyên bố không sợ ông Mãi. Việc bắt bà Hằng gây ra nhiều dư luận trái chiều, trong đó một bộ phận dư luận cho rằng công an nên làm rõ nhà cầm quyền đã bị xâm hại lợi ích gì ở đây. Chỉ khi nào chúng ta đặt địa vị của mình vào địa vị vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng thì khi đó chúng ta mới thấu hiểu tận trong sâu thẳm trái tim ấm nồng là sắc diện, đĩnh đạc, quý phái toát lên sự đạo mạo thanh tao. Gần nửa cuộc đời đi qua với bao thăng trầm, những sóng gió trong cuộc sống đã tô luyện họ trở thành những người có ích cho xã hội, luôn biết cúi nhường và trao gửi những giá trị đối với đồng loại. Họ đã không quản ngại là cống hiến những thành tựu hữu ích đến cho người dân, những đóng góp vô cùng to lớn, lớn lao cho nước nhà. Cốt cách là tiềm ẩn, cổ nhân coi nhân lễ nghĩa trí tín là tiêu chuẩn coi trọng để đánh giá đạo đức của một con người là cao hay thấp. Năm đức ấy cũng được coi là nguyên tắc để mà điều chỉnh các mối quan hệ giữa người với người trong xã hội, sao cho là hợp luân lý đạo đức. Thuyết Văn Giải Tự có ghi: Thiên địa chi sinh, tối quý giả giả. Ý nói là nhân là điều quý giá nhất, là giá trị cốt lõi bên trong con người. Ở chính con người của vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng, họ đã dùng lòng nhân từ để đối đãi với nhau, không chỉ đúng với xã hội ngày xưa mà còn được duy trì trong xã hội ngày nay. Trong cuộc sống có rất nhiều mối quan hệ tồn tại. Nếu mỗi người chỉ biết đề cao lợi ích bản thân mà không thấy được quyền lợi của người khác thì sẽ xảy ra mâu thuẫn. Nếu mỗi người biết quan tâm, nhường nhịn giúp đỡ người khác thì không những bản thân thấy yên ấm, hạnh phúc mà cả cộng đồng có sự gắn kết bền vững với nhau, vì họ là người học và người chân giá trị mà vào trong cuộc sống tự thân thì mới có thể làm cho những giá trị đó hòa quyện vào thân tâm và trở thành xương máu của cơ thể mình, khiến cho cuộc đời mình được thăng hoa, hướng tới chân thiện mỹ và sự an lạc hạnh phúc. Do đó, trong cuộc sống hàng ngày, việc thực tập, đời sống, hướng nội luôn làm cho mọi người yêu thương nhau nhiều hơn. Sự tử tế của họ đã cảm hóa được triệu triệu trái tim và họ nhận được muôn vàn lời biết ơn và sự mến mộ cũng như trân quý. Họ đã cho đi những nhân văn là giá trị giữa con người với con người và họ đã nhận lại vô số những tình cảm từ khắp mọi miền đất nước và năm châu trên toàn thế giới. Họ là những gì thiết thực nhất khi họ trao đi tình thương, tương thân tương ái, trao cả tình yêu thương với thế hệ mầm non, khiếm khuyết, một tình yêu lớn như biển cả với những con người, sống dịu êm vỗ về. Mai này, khi giông tố qua mau, bảy sắc cầu vồng lung linh tỏa sáng, họ mãi mãi là những người đi tiên phong cho thế hệ tương lai của nước nhà. Thế nên, sống trong một thế giới đầy khổ đau, khi con người thường xuyên phải đối diện với những cơn lốc vô thường, sự mất mát, sự hơn thua, cái có cái không, thì việc tu tập và ứng dụng vào tâm trong đời sống thật là yếu tố, là điều tất yếu. Đời người ngắn ngủi lắm, làm việc gì tốt thì làm. Đó là lời chia sẻ của ông Huỳnh Uy Dũng về con đường thiện nguyện người khác mà mình đang đi, một con đường lặng lẽ nhưng đông đầy yêu thương. Sắp hết thời hạn gia hạn tạm giam, những điểm sáng nào sẽ là tin vui lớn đối với cô Phương Hằng? Thưa quý vị, quý khán thính giả thân mến, dư luận vẫn đang quan tâm và đặt ra câu hỏi trường hợp nếu bị kết tội thì loạt việc thiện nguyện trong thời gian vừa qua của cô Phương Hằng đã là điểm cao giúp cho cô Phương Hằng giảm án. Cô Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam mới đây đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM khởi tố bị can, tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Vậy, nếu trong thời gian là gia hạn tạm giam, với những điểm sáng nào sẽ là tin vui dành cho nữ CEO Đại Nam trước khi bị khởi tố? Bà Phương Hằng cũng được dư luận biết đến là một người có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội như Quỹ Từ Thiện Hằng Hiễu đã tài trợ cho Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi Đồng thành phố và Bệnh viện Chợ Rẫy nhiều tỷ đồng thông qua chương trình Trái Tim Hằng Hiễu và Quỹ Giờ Vàng Cấp Cứu để giúp đỡ các trẻ em có bị bệnh tim bẩm sinh, não ung thủy, không có khả năng chi trả viện phí. Quy mô Tim Hằng Hiễu trong 7 năm qua đã cứu sống hàng ngàn trái tim. Cùng với đó, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng còn đóng góp cho nhiều hoạt động xã hội, ủng hộ cho không ít chương trình xã hội như việc mua hàng chục ngàn bình oxy, hàng chục máy tạo oxy mini để hỗ trợ cho các bệnh nhân mắc dịch ở thời điểm dịch bệnh phức tạp nhất, hay như nhiều chiến dịch làm đường cho người dân vùng sâu vùng xa và nước ngọt về các tỉnh miền Tây, ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn. Trao đổi với phóng viên tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường,
trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho rằng, đối với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự hiện hành mà bà Hằng đã bị khởi tố điều tra, thì tội danh này có 2, khung khoản và có 3 loại hình phạt và cảnh cáo, cải tạo, không giam giữ và hình phạt tù với hình phạt tù, mức thấp nhất là phạt tù 6 tháng tù, mức cao nhất là 7 năm tù. Khi quyết định hình phạt, tòa án sẽ căn cứ vào quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự trên cơ sở đánh giá tính chất mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự có 2 yếu tố để quyết định đến loại hình phạt và mức hình phạt đó là yếu tố nhân thân và yếu tố hành vi. Trường hợp yếu tố nhân thân tốt nhưng hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại nghiêm trọng đến xã hội, hình phạt cũng vẫn nghiêm khắc. Và trường hợp nhân thân xấu nhưng hành vi ít nguy hiểm cho xã hội, hình phạt cũng chỉ ở mức độ đủ để giáo dục, cải tạo. Do đó các tình tiết giảm nhẹ thêm và trách nhiệm hình sự chỉ là một phần trong những yếu tố quyết định đến loại hình phạt và mức hình phạt, chứ không phải là vấn đề mấu chốt.